Dạ, hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền ô tô cổ Sài Gòn của em. Thương hiệu City Car là thương hiệu sẽ luôn mang cho các anh chị tới những chiếc xe, mang đến cho các anh chị những chiếc xe đẹp nha. Dạ, thì hôm nay em sẽ quay cho các anh chị xem một chiếc, đó là chiếc Kia Morning. Xe này đời 2019, đăng ký 2020. Của Odo xe chỉ chạy được mới có 5.800 thôi, 5.800 km nha các anh chị. Biển số xe là ở Tiền Giang. Dạ, và pháp lý là xe cá nhân nha các anh chị nha. Công ty của em thì nằm ở đường Phạm Hùng, quận 8 nha. Thì các anh chị nào đang có nhu cầu mua xe thì có thể liên hệ với em để em chỉ vị trí cho các anh chị tới để xem xe bên em nha. Thì bắt đầu em sẽ đi vào chi tiết của xe này. Xe thì hiện tại thì cái anh chủ ảnh không có thích dán phim, dạ, và xe thì vẫn để phim y, không có dán phim gì hết nha. Xe là vẫn còn kiến y chang trong hãng luôn. Cái bảng này là cái bảng số tự động Deluxe nha các anh chị nha, bảng Deluxe nha. Biển số xe là 63A 13789 nha các anh chị nha, biển số 8 nút nha. Rồi. Bên em cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước nha các anh chị. Là cái áo chùm xe, để em mở cái phần này lên cho anh chị xem. Đây, đây là bánh xe ha, bánh xe cua. Xe đã được trang bị cái da rồi. Cái giá của xe này tầm khoảng 325 triệu nha các anh chị nha. Giá vẫn còn có thể thương lượng, nên các anh chị nào mà đang thích những dòng xe như thế này, nhỏ nhỏ, dễ chạy, di chuyển trong thành phố thì có thể liên hệ với em nha. Cái băng ghế sau này là do em kéo hai cái ghế trước các anh chị, hai ghế trước kéo lùi xuống á, cho nên là nhìn nó ở phía sau nó hơi trần, nhưng mà các anh chị nhìn phía trước đây là do hai cái băng em kéo hết 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 cốt về sau nha. Đây ạ, đây mở lên cho kênh chị xem ô đô xe là 5.800 km nha các anh chị. Bản này là bản Deluxe cho nên là màn hình vẫn là màn hình CD đài thôi. Điều hòa thì vẫn là chỉnh cơ. Đây, xe mới chạy cho nên còn rất là mới luôn nha các anh chị nha. Cái xe này thích hợp cho các chị á, các chị mà mới tập lái nè, hoặc là mình thích di chuyển, thường là phụ nữ á. Thích di chuyển những chiếc xe nhỏ như thế này để mình dễ ve, mình dễ đưa vào lỗ, mình dễ sang đường, mình dễ quay đầu. Dạ, thì những chiếc xe như thế này rất là phù hợp với các chị. Mà cũng có những anh á rất là thích đi xe nhỏ, dễ dễ di chuyển mà. Dạ. Bên em thì cam kết không đâm đụng ngập nước, bao các anh chị chết hãng, và ngoài ra là có bảo hành riêng cho các anh chị luôn nha. Đây là cái bánh xe. Tập cái giá này thì mình mua mình chạy Tết nè, Vivu nè, cũng đỡ nhiều tiền hơn ha. Khi mà xe mua xe hồi tỷ mấy, nếu như mình không có tài chính dư giả thì các anh chị có thể sở hữu con này để di chuyển ha, trong mùa Tết này, vừa an toàn cho gia đình, vừa an toàn cho bản thân nữa, và cũng có khách xe che nắng che mưa để đi. Chị nào mà đang có nhà ý là muốn bán xe hoặc muốn cấp đổi xe thì cũng có thể liên hệ với em luôn nha. Hoặc là các anh chị đang tìm xe nào thì cũng có thể liên hệ với em để em tư vấn cho các anh chị nha. Số điện thoại em có để giúp dưới màn hình á, các anh chị có thể các bạn Zalo với em để em tư vấn thêm cho các anh chị nè. Rồi, em xin giới thiệu lại chiếc xe này nha. Đây là chiếc Kia Morning phiên bản Deluxe ha, 1.2 số tự động. Đời 2019, đăng ký 2020. Xe thì chạy được Odo là 5.800, dạ, và giá tầm khoảng 325 triệu quay đầu. Thì giá vẫn còn có thể thương lượng được, nên các anh chị nào mà đang có nhà ý thì có thể liên hệ với em nha. Các anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video clip tiếp theo về những dòng xe bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.